người ta thường thường á, người ta xây những cái miếu á, người ta xây cặp những cái con sông lớn không mà cả nhà. Cả nhà thấy xa xa không? Đám lá dừa nước đó. Cái khu vực sông rộng lớn này là khu vực của con sông Dàm Cỏ Đông nổi tiếng ở miền Tây mình đó. Ở đây là một cái cống lớn luôn, nó dẫn vào cái con đường D ở phía trong đồng nè. Từ chỗ mà bờ em đứng nè ra tới dòng sông là khoảng 150 mét đó, có nó rộng lắm. Cái cảnh vật ở nơi đây nó đẹp, nó thanh bình lắm. Có những cây bằng nước ở đây nè. Đó, cạnh cái con đường, cái cống, cái đập ở nơi này. Còn khu ở phía tay phải là khu trong đồng. Cái khu vực phía trước này á, con đường nó nhỏ lại nè. Thì bà con mình chia sẻ đó là rất là vắng người ở luôn ha cả nhà. Cũng như là sinh sống ở tuyến đường ở phía trước. Thì hiện tại là mình đang ở xã Tân Trạch của huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì trong clip kỳ này, mời cả nhà cùng em khám phá ở khu vực phía trước, từ bến phà Bến Bạ cho đến bến phà Long Sơn ngày nay nha cả nhà. Chú hái gì vậy? Đặc lợp hả? Có không? Ở đây con thấy nước này sao nó đỏ ao vậy chú? Hoàng. Ồ, phía trước đường nhỏ rồi. Hẹp luôn. Cảnh nó buồn hiu hắt quá. Lát nè. Rồi hộp dừa, lá dừa nước. Ở đây nếu mà mình cắt cái chòi lá là mình tận dụng, mình đốn ở đây luôn á. Đi đường này tối mà xe mà lỡ có trục trặc gì không biết làm sao luôn. Dạ, em xin được mến chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với một video tiếp theo trên kênh của em ngày hôm nay nha. Thì mình đang di chuyển qua cái bến phà Bến Bạ ở ngay bên xã Tân Trạch của huyện Cần Đước ngày nay đó cả nhà. Còn cái hướng này là mình đi về trên một cái khu vực bến phà Long Sơn theo con đường sông Dàm Cỏ Đông ngày nay. Cái con đường này thiệt sự ra thì em cũng không có chưa có đi lần nào hết cả nhà, nhưng mà cũng hỏi thăm, cũng nhiều cô chú chia sẻ một cái đoạn đường cũng vài cây số nhưng mà khá là vắng vẻ và ít nhà dân ở nơi đây hết cả nhà. Thì chỗ nào mà nó heo hút, nó hẻo lánh, còn những cảnh đẹp quê hương thì em còn chạy để chia sẻ với cả nhà mình xem, để biết được những cái cảnh thanh bình của quê mình nha. Ở đây đường xấu quá. Xe nó chạy ở phía trước ngược chiều lại của mình á, mà bụi không à. Khu ở bên đây là chắc không có đường rồi. Khu phía bên tay trái của em, còn khu bên tay phải là tầm ruộng. Tay trái của mình là cặp cái con sông rồi, không biết ở cái đoạn nào nó xa hay gần thôi. Ngay đây mà xây cái gì mà hoành tráng dữ ta, y như là một cái khu nhà vườn mà cỡ lớn rồi đó. Có những cái con rạch mà nó đi vô phía trong đây luôn.
Đường này là mình di chuyển một cái tuyến đường xuyên suốt á, từ ở bến phà Bến Bạ mình đi lên tới bến Bạ Long Sơn luôn. Em thấy đây bà con mình nuôi gà nhiều á, kênh rạch không hả? Ở bên tay phải cũng có kênh, mà bên tay trái ở nhà phía trong cũng có kênh luôn nữa. Trời ơi, đây người ta làm cái gì vậy ta? Cái này mà cái quán ăn là tuyệt vời luôn á. Nguyên cái view ở phía sau là vừa nước với lại con sông. Nhìn đẹp quá, xá đẹp. Trời ơi, đẹp quá cả nhà. Đây một số hộ dân mình ở phía cặp với là con sông Vàm Cỏ. Ở đây nó hơi xa rồi, nó đi chắc cũng cỡ 300 mét mới tới con sông đâu đó đó cả nhà. Đây xây nhà sao ta đập hết à? Con đường này nó hơi xa cái dòng sông, phải nó cặp với lại con sông rồi, nhìn nó đẹp lắm. Mình vừa chạy mình vừa ngắm sông nữa. Rồi phía này nuôi vịt nè, vịt sim nè cả nhà, nguyên bầy luôn. Mấy chú làm cầu ở phía trước. Cầu này là cầu tư nhân. Trời, cái mít gì kỳ vậy? Mít gì để trái không? Không thấy lá gì. Lá đời à? Lần đầu tiên thấy luôn á. Trái không luôn. Trơ trọi lá rụng hết rồi. Nhìn nó ngộ ngộ. Mình chạy một đoạn tí xíu mình thấy nó vắng quá ha. Không thấy quán xá gì bán ở đây hết. Đi đường này tối mà xe mà lỡ có trục trặc gì không biết làm sao luôn. Ồ, phía trước đường nhỏ rồi, hẹp luôn. À, ở đây ngay một cái đập để dẫn nước vào trong từ con sông Vàm Cỏ nè cả nhà. Nếu mà tới đây mình muốn xuống cái con sông mình ngắm thì mình đi vào cái con đường này cũng được nữa nè. Nó có một cái con đường để đi song song với cái đám lá dừa nước ở phía trong á. Mà trong đó nó heo hút lắm, ít người vào đó cả nhà. Mình đi cũng phải cẩn thận, cũng hơi sợ sợ đó. Trong đây mà vào mà kiếm rau rừng thì chắc cũng bao la trống. Heo dáng quá trời luôn. Cả khu vực rộng lớn luôn. Em không hiểu sao heo dáng ngày nay ít ai ăn lắm. Hồi xưa thì trong ký ức của mình á, mình nhớ là ba mẹ ông bà hái luộc ăn nhiều lắm nha cả nhà. Còn những cái vùng mà ở Tân Trụ với lại ở đây nè, đó, em thấy nó nhiều nhưng mà không ai hái bán hết á. Chứng tỏ là chắc cũng ít người ăn nên không ai hái. Hầu như là họ hái đoạt nhặng lòng thôi. Trời ơi, cây gì thấp dữ vậy? Khu này thấy men men là khu rừng rồi đó. Rừng mà y như kiểu bữa hôm mình đi vô rừng ở bên Tân Trụ rồi đó. Cũng có nhà chứ không phải không có. Cây búp kèn nó mọc mà, hoang dại quá trời ha. Hoa màu vàng nè. Hoa này bữa có một cô ở trên
kênh em chia sẻ là hoa gì mà nó nghe em cũng quên tên luôn. Mình không có nhiều ký ức về nó đó nên mình không có nhớ nổi. Trời, cái căn nhà ở trong đồng này giờ đi đường nào vô trời, cạnh cái ao lớn luôn ở đây, người ta làm cái chòi vệ sinh rồi đó, ở thấy có bồn tắm ở đây luôn. Ai mà dám vô đây mà hái lá mía dầm, hái đọt rau trọi trời. Cây không. Chào cô. Cô cho con hỏi mình còn bao xa nữa mình tới Phà Long Sơn. Cô biết không? Dạ. Phà Long Sơn. Phà Long Sơn. Phà Long À, Phà Đôi Ma hả? Dạ đúng rồi, Đôi Ma ngay chỗ khu Long Long Cang. Dạ, còn bao xa nữa cô? Dạ. Có nhà mình ở nhiều không cô? Có. Con sợ nó vắng quá, tại con lần đầu tiên con đi con đường này nè. Có, nó vắng gần gần công ty nhà nhiều lắm. Dạ. Cô đi đâu vậy? Dạ, thôi con đi luôn ha. Con cảm ơn cô. Lâu lâu mình ghé hỏi thăm đường tí rồi mình đi tiếp. Đây mấy cái trụ điện gì bỏ lăn lóc ở đây. Cầu ấp 5 Long Sơn. Vậy là khu vực mình qua này là Long Sơn rồi cả nhà ơi. Còn ngay cái bến phà bến bạ ban nãy là Tân Trạch. Nó giáp danh với Long Sơn. Đây là nhà buồn hiu hắt luôn á, y như cảnh ở quê thiệt sự. Mỗi lần mình di chuyển đi đâu á, đi chợ hay đi làm cái gì đó hơi xa, hơi độ cho chạy quá trời nè. Mình phát hiện ra khu này có đột cho chạy nha, kiếm lá mía dầm nữa là làm thành một cái món canh chua mía dầm là rau chọi luôn rồi. Con đường này em không khuyến khích là cả nhà mình đi ha. Vào buổi chiều chiều hoặc là lỡ đường, lỡ có gì trở tay không kịp, vì em thấy không có bóng người nào hết. Giờ mình đi buổi trưa mà cũng không thấy nữa, hiếm hoi lắm mới có người đi đường này. Đây có cây tràm, cây đước gì nó mọc ở cạnh cái bờ kênh nhiều lắm. Khu này cũng nhiễm phèn lắm nha cả nhà. Giàn khè ha. Trời ơi, trời đất ơi, nó cháy kìa. Đen thui hết ráo rồi. Nước ở đây nó màu nó vàng. Nó vàng kỳ lắm kìa, nó vàng sậm luôn. Đi qua căn nhà lá, một căn nhà chưa rơm thì phải. Thấy đâu đó ở trên mái nhà có rơm á, chất cao lên. Đường này đi cũng mát quá vào buổi trưa. Lâu lâu có nhà mà cũng có nuôi con này con kia nữa, chứ vui nhà vui cửa. Ở đây nếu mà mình ở thì sự đó mình nên nuôi chó. Người ta phơi lát nè, lát cắt ở dưới biển quá, phơi ít ít này cũng không làm cái gì. Chú câu cá hả? Nắng quá mà câu gì?
Có không chú? À có ít hả? Dạ con đi. Nhìn cảnh nó buồn hiu hắt quá. Lát nè, rồi ập dừa, lá dừa nước. Ở đây nếu mà mình cắt cái chồi lá là mình tận dụng, mình đốn ở đây luôn á, mình đốn lên bờ mình phơi. Khu này mình đi y như là cái khu ở bên đường Tân Trụ cặp ven với lại cái con sông Dầm Cỏ phía bên Tân Trụ quá cả nhà. Con chú làm gì ở trong người ta? Dạ chú hái gì vậy? Đặc lợp hả? Có không? Ở đây con thấy nước này sao nó đỏ ao vậy chú? Phèn. Phèn mình đâu có trồng gì được hả? Dạ. Mình đặt cá bóng dừa hả? Dạ. Tưởng đâu chú bắt gì. Thôi con đi chú ơi. À thì ra là chú đặt lợp. Cặp mé sông này có cá, cá bóng dừa, cá này cá nọ đó cả nhà. Cái con rạch gì đâu mà nước nó đỏ ao à. Nó đỏ thẫm luôn, phèn nặng luôn á cả nhà. Đứng ở trên cái tuyến bờ này nè, hồi nãy giờ không có một chiếc xe nào chạy hết. Chim thì nó hót ở trên cành líu lo luôn. Đoạn nào cũng có chim hết. Ngay đây sao giống ở bên đường Tân Trụ mà cặp với bờ sông Dàm Cỏ Đông quá. Thì phía này cũng là bờ sông Dàm Cỏ Đông luôn. Ngay đây có một cái chòi. Chòi không biết nhà ai khóa cửa rồi. Cặp với bờ lộ này. Chòi này lẻ loi, chòi vách lá. Ở phía sau chòi này dâu dán không? Dâu dán người ta không có ăn. Dâu muống nữa. Nguyên cả đám rộng lớn. Bằng dừa nước ở bên kia. Bằng rạch đó cả nhà. Hai cái lu nước để hứng nước mưa. Đây là cảnh vùng sâu heo hút luôn. Cảnh rừng. Cái bàn thiên ngày xưa nè. Coi nó mộc mạc, nó đơn giản. Giản dị không? Cả nhà có dám sống ở đây không? Không ai biết đến luôn. Một cuộc sống êm đềm ở dưới quê. Rau rán bên đường nó mọc quá trời ha. Mấy rau rán này mà người ta biết ăn á, vô đây hái là coi như là sạch hết luôn á. Non xèo à. Cái những cái biền á, đồng quang á, nó mọc lên á. Nó mọc lên cái nó đẻ ra là biết bao nhiêu mà nói. Rồi khu này người ta trồng lát nè cả nhà. Lát không à, nguyên cả khu rộng lớn luôn, có hàng có lối lằng hoàng luôn. Rồi ở đây có một cô, có cái chòi, cô nằm cô ngủ á. Mấy cái chòi này hình như giống tạm bợ quá, hình như các đỡ ven đường để mình ở. Không lẽ nào có những người ta không có nhà cửa đó, rồi thuê nhà không có tiền thuê nên ta vào đây người ta cắt tạm ta ở đó. Trong đây không có điện nước gì hết á cả nhà. Cái khu vực phía trước là cái khu công nghiệp Long Sơn rồi nè, nó cũng gần ở đây luôn á cả nhà.
mà ở đây thì nó heo hút quá. Một khi mà khu công nghiệp nó về rồi, cái những cái cảnh làng quê này chắc chắn sẽ không còn nữa. Nó sẽ có sự nhộn nhịp ồn ào lên liền. Lát này trồng để kinh doanh, có một số bà con mình đang cắt rồi. Dọc đường mình chạy suốt cái tuyến đường nãy giờ, mình cũng có thể thấy là người ta phơi dọc đường quá trời đó. Nhìn lên đây là thấy nó nhộn nhịp, ồn ào liền ha. Công ty quá trời ở trên đây, nhà xưởng không luôn đó cả nhà. Phía sau một cái cánh đồng rộng lớn. Hai cái nhịp sống, hai cái khu vực gần nhau nhưng mà nó cách xa. Những cái cảnh vật, những cái hình ảnh nó khác xa luôn. Bên đây thì còn những cái nét hoang sơ, cặp mé sông, con sông Dàm Cỏ Đông. Bên đây là toàn bộ khu nghiệp Long Sơn. Long Sơn với Long Cang đó cả nhà, khu trên đây. Bến phà Long Sơn là bến phà Đôi Ma, nó cũng có nhiều cái tên để gọi lắm. Là nó nằm ngay cái chợ Long Cang ngày nay. Ngay khu vực đó mình xuống là tới bến phà đó. Đây là con đường để mình đi lên. Phía trước có trạm bảo vệ, không biết mấy anh có cho đi không. Mình đang đi ngang vào trong cái khu công ty ở đây luôn. Hên là chạy ngang được nha cả nhà. Đây có mấy cái bình gì mà cao cao quá trời ha. Em vẫn chưa có hình dung được là khu này mình đang đi đâu để đi ra đây nè. Một khu vực rộng lớn bao la đây. Con sông Dàm Cỏ, cái khu vực này mình thấy rồi nè cả nhà. Trong đây là nguyên cái khu đồng trống. Có chiếc xà lan nó đang cập bến. Vậy là mình chưa đến bến phà nữa, phải đi một đoạn nữa rồi. Khu này cũng như là cái con đường ban nãy mình đi vậy đó. Nhưng mà được cái mình đi ké cái đường của cái khu công nghiệp. Có quán nước ở đây, quán nước duy nhất nãy giờ luôn. Mấy cái quán giỏng. Khu này còn ở trong khu trong sâu rồi. Có cái khu nghiệp Long Sơn để nằm heo hút ở trong thôi. Bà con mình ở đây lưa thưa hả. Không nhờ cái đường lớn này là mình cũng di chuyển như là con đường nhỏ ban nãy đó. Nó hơi heo hút. Giờ này có công nhân đồ di chuyển ra qua lại đồ này kia, nó đông nó vui. Xe nó vào công ty á.
xe nó chạy ghê quá. Em nghĩ đường này xe lớn lớn chạy không à? Người ta phơi băng bò kìa, băng bò này phơi bán, nó quay lại bán mình trồng cây tốt. Đây cái chuồng gì, chuồng bò, nuôi bò dọc cái tuyến đường. Nhà giờ ở đây có thấy cũng đông vui á cả nhà. Xa quá ha, chạy nãy giờ chưa tới cái bến phà nữa. Mấy cái nhà ngày xưa mà nó ở trong sâu, bây giờ nó ra con đường lớn nè. Ở chắc cũng vui lắm. Mấy con vịt ở dưới quê mà nó chưa nắng, nó lặn hụp ở dưới những cái tán lá cây, mát quá trời luôn cả nhà ơi. Hợp tác xã vật liệu xây dựng Trí Hoàng Thành sao đóng cửa rồi. Rồi tới đây là mình đã biết cái con đường đi rồi. Phía dưới này là nguyên cái cụm của Long Sơn, khu công nghiệp cũng như là chợ, rồi bến phà nằm ở dưới đây nè cả nhà. Mình cũng đi ngang đây nhiều lần ở khu vực này lắm. Tới đây con đường nó rộng, nó lớn. Bên này mình vẫn còn là xã Long Sơn, cặp theo cái con sông Dàm Cỏ Đông. Phía trước là cổng Đôi Ma đó. Ngay đây giờ nó khác xưa rất là nhiều. Anh thấy quán xá này mọc lên nè, rồi những cái hộ kinh doanh nữa, những cái công ty gia đình nhỏ nhỏ nữa cả nhà. Xe nó chạy nhiều lắm. Cái khu vực này là một cái hướng vào trong cái khu công nghiệp Long Ca ngày nay, đông ơi là đông luôn. Giờ này cũng chưa rồi, chắc mình chạy lên đó mình thấy một số lượng công nhân gia đó cả nhà. Phòng trọ nè cả nhà thấy không, nguyên dãy nguyên hàng. Đây có sửng sửng người ta phơi cái gì á, y như là bột bột sắn, bột mì gì đó. Qua cái cống Đôi Ma này là mình qua cái khu vực Long Cang rồi, không còn Long Sơn nữa. Hồi nãy giờ mình đi khám phá là một vòng cặp với lại con sông Dàm Cỏ Đông, một đoạn, một cái khu vực toàn là heo hút, không có bóng người á cả nhà. Rồi di chuyển lên trên đây là chợ Long Cang, rồi qua đến bến phà Long Sơn. Thì bến phà này á, em xin nhắc lại là em không biết nó tên gì luôn nữa. Thì hỏi thăm có nhiều người ngày xưa ở đây á, thì họ nói là cái bến phà Đôi Ma, còn có những người họ nói là bến phà Long Sơn, còn cái khu vực hiện tại mình á, là Long Cang của huyện Cần Đước ha, trên con đường 833 nè, đó, hướng về bến phà Long Sơn. Thì tới đây em xin tạm dừng video clip này lại nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với em một cái chuyến đi tham quan cũng như là khám phá vùng quê hẻo lánh có
rồi khu công nghiệp có ở khu vực Cần Đước, một góc nhỏ gửi đến cả nhà mình xem. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Em xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh của em nữa nha.